Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin chi tiết. Ngày 1 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc phối hợp Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú A tổ chức lễ khánh thành bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp mở rộng đường Xuân Nguyệt Anh, đoạn thủ khoa quân cử trị thuộc khóm 6 phường Châu Phú A. Đến dự có đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc đồng chí Quỳnh Trí Quanh, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc, đồng chí Quỳnh Bảo Toàn, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Châu Phú A, cùng các nhà tài trợ, gia đình cố ni sư Trần trì, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Antaco, công ty xây dựng Trường Quang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn xây dựng Đông Thuận. Cây cầu bê tông cũ đường Xuân Nguyệt Anh Cử Trị dài 29m, rộng 2,5m. Cây cầu được xây dựng trước giải phóng năm 1975, đến nay đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu đi lại và không đảm bảo an toàn. Phần lan can cầu gãy dở, nền cầu thường xuyên bị thủng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông, nhất là các em học sinh khi đến trường. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được an toàn, thành quỹ, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đã cho chủ trương nâng cấp mở rộng đường Sư Nguyệt Anh, đoạn Thủ Khoa Quân Cử Trị thuộc khóm 6 phường cho Phú A, với quy mô dài 39m, rộng 5m, mặt đường tưới nhựa và lan can hai bên đường, tường cánh hai bên bê tông cốt thép và móng ép cọc bê tông. Tổng mức đầu tư xây dựng trên 1 tỷ 581 triệu đồng, trong đó gia đình Cố Ni Sư Trần Trì, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 1 tỷ 200 triệu đồng. Công ty Antraco An Giang tài trợ đá và cát, công ty xây dựng trường quang hỗ trợ phần thi công, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn xây dựng Đông Thuận hỗ trợ tư vấn xây dựng. Sau hơn 3 tháng triển khai thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2024 và kỷ niệm 45 năm thành lập phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.